Xin chào anh em, một trong những giò nhạn rừng quá đẹp luôn. Giò quế này mua 20 triệu nhé anh em nhé. Đây này, quế lá nhăn này. Khủng khiếp chưa? Đấy, bản lá là 6 xăng. Phải nói là quá khủng khiếp. Khu vực bên này là mình nữa là mình bảo là hơn 1.000 giò thì không phải đâu. Là con số gấp đôi luôn, cả đằng kia nữa cả nhà nhé. Đây, anh em nhìn thấy chồn này. Chồn với cáo dưới chân này, nhìn kinh chưa. Đấy, toàn những gốc to nhé. Đó. Đây, cây quá đỉnh luôn. Đấy, khu vực này là cây, toàn cây to luôn. Chính cái hàng cỏ này bây giờ lại lên ngôi anh em nhé. Và viết sau khi nó sập thì chung là nó trả lại vị trí cho cái cây lan rừng bình thường. Đây, giò cáo này, thấy mọi người thấy kinh khủng chưa? Đây là giò đai trâu nhé anh em nhé. Đấy, đai trâu này. Đai trâu hay còn gọi nghinh xuân này. Hôm nay em quay là 16 âm lịch. Đấy, vòi hoa nở đẹp chưa? Đấy, thế này còn một đám chưa ghép này. Chung là vườn nhà bác ấy quá là nhiều, quá là rộng. Mọi người nhìn xem những cái tam bảo sắc rễ nó xuống. Hai cái cuốn clip của em chắc là cũng quay không hết được. Mọi người nhìn thấy vườn này chủ lực là chồn và tam bảo sắc. Đấy, những cái cây 7-8 lá như này là ngoài tự nhiên bây giờ khẳng định là không còn nữa luôn, hoặc là rất là ít. Đấy. Cái chậu này, đấy, trời ơi, khủng chưa. Còn chậu thế ạ. Còn chậu quế này, đấy, tam màu sắc này. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp dã man luôn. Đây là một chậu chồn đỉnh nhé anh em nhé. Đây, chậu quế này. Quế này theo gọi là hướng thác đổ. Mấy chục cây trên một cái thảm luôn. Một cái cục lũa. Đỉnh chưa? Đây là một cây cáo quá đẹp luôn. Chung là bác Hà này bác bán nhiều và cũng nhiều cây đẹp. Đấy. Thôi, xin phép được chào và chúc sức khỏe tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã xem kênh. Chúc mọi người chuẩn bị đón một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc.